chạy đâu em ơi. Hello, xin chào 500 anh em quay trở lại với em nhá. Hôm nay đi đánh thì có rô anh em, anh em mình có phao em xin xò chưa? Phao xịn luôn đấy. Đây là phao đặt trên mạng đặt 10 quả thì giờ này quay cho các bác xem vô vàn các kiểu loại phao, toàn phao đẹp không? Em chưa thấy cần thủ nào sử dụng cái quả phao này. Đi câu cá rô thì tuyệt vời luôn. Cá rô này đánh cần nhỏ nhỏ 3m6 anh em nhé. Câu rô thì nay đánh quả lưỡi số 1 thôi. Đồ đồng này anh em ở trên lưỡi nhỏ, lưỡi nhỏ tí xíu. Lưỡi to quá nó không nuốt được đâu. Làm thì thính tắp xuống thảo ổ anh em nhé. Vào đây. Chết chưa? Úi giời. Ôi, quả đẹp thế trượt nhỉ. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Úi giời. Úi giời. Wow, rô đồng, rô đồng. Một chú đồng to chưa anh em ơi? Một chú đầu tiên. Chạy chạy. Một chú đầu tiên. Rô trên đây là cái nó cũng to béo thôi. Đi đâu? Đi đâu? Úi giời. Ua. Mày nút phao này. Ôi rồi 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 rồi. Lên lên trên đây này rơi mất anh em ạ. Ua. Đẹp tươi. Phê 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 đấy. Tí mất. Tí mất con nào con rô cụ vào lại ngay đây. Tí mất con rô cụ. Các chú định nút phao hôm nay à? Không có cửa đâu.
Chết luôn. Úi giời. Quá. Úi giời, rồi. Con này được đấy. Chạy. Con này đẹp đấy anh em ạ. Màu trắng. Rút phào mày anh. Chết chưa? Quá ha, con đồ đồng này bé quá. Con đồ đồng này này cũng bé quá anh em này. Úi giời. Bự chưa? Làm yên. Ai dạ, ủa đánh cái đầu á. Thôi. Ôi, đánh một cái vào tay đau quá. Này này bé quá cơ. À. Béo nha. Được. Ok. Ao rồi. Quá đau quá. Ôi nhảy ra vô phát đau quá anh em ạ. Tí mất. Đập ngay chân màu cái cống rồi. Thì trò ngay kìa. Diễn ít thôi mất. Vào đây ngay vô. Ôi, chân em vừa sợt lập ngay cái cục đá phát này. Đau quá, đỏ lòm chân này. Đợt cá nó bị cắm phát cháy máu tay. Để lấy nét cho anh em xem. Đợt cá nó cắm phát cháy máu tay ngã phát. Ôi, tí mất đợt cá to, phê quá. Mày chạy đâu? Con này nó bị rát xuống dưới cái dòng cứ tưởng mất anh em ạ, vẫn còn đẹp chưa anh em. Mình con này đã khớ chưa về đấy. Dậy ác quá. À quá các bạn ạ, con này mới xứng đáng là đàn cá rô khủng này. Đẹp nhá. Để nãy chụp nó kiểu ảnh nữa. Đẹp quá. To quá anh em ạ. Con đồng này sướng thế nhỉ. Cho các chú ăn rồi quá nhỉ, các chú chỉ có mặn thôi, chạy đâu. To luôn.
chạy. Chạy các bác ạ. Sao đây, ở đây nó có chạch nhỉ? Ôi chạch cháu. Ôi chạch nấu. Ôi trơn. Ôi con này nó trơn thế. Chạch nấu anh em ạ. Đúng chạch luôn. Sao trên này có chạch nhỉ? Đúng không ạ? Chết chưa? Úi giời. Ôi, quả đẹp thế trượt nhỉ. Chết chưa? Ôi giời, bỗng đau lắm. Úi giời. Ôi, búng mất con to này anh em ạ. Còn to thế là bùng mất rồi. Lút à, ui à. Đóng anh. Ấy giời. Ấy giời ơi. Rô cụ tổ. Vừa nó trượt nó con phải như thế này đấy các bác. Để lu 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 đây cũng mất nhá. Vừa nó trượt phải một con như thế này đấy. Đẹp quá. Tươi. Béo nhỉ, béo mũ. Tươi luôn. Một chú nó giòn. Cái loại rùa đồng nhỏ cho về tán giòn ăn ngon lắm các bác nhá. Này cầu toàn loại rùa đồng con này thích đấy. Được mấy con cụ tỏ rồi. Rồi ơi. Ấy. Vào mấy đồng đỏ, đồng bọn. Chạy đâu?
đồ giòn. Chú đồ giòn anh em ạ. Đẹp quá. Vàng tươi. Một chú đồ giòn vàng tươi. Tí mật. Chui. Chui. Này có cái lỗ cho nó thở không tí chết quên rồi này. Kẻ ra mang cái thùng đi đây nhỉ. Đây rồi. Hà anh em ơi. Vàng hà, đủ to chưa? Vàng tươi. Nhìn như vàng tươi, vàng như chưa từng được vàng bao giờ. Chúng ổ cá rồng lớn rồi. Con này to đấy. Mà chính là cái bọn to này đán không ngon mà có mấy con nhỏ vừa lấy đâu. Vui vào đây. Đã khớ khớ ở đấy. Đấy. Anh em thấy quả mồi này ok, câu đồng ok thì like cho em một cái nhá. Cứ đúng đủ 1.000 like thì em lại lên một bài mồi. Quan trọng là mồi em đánh là mồi đánh truyền thống, đánh từ lâu rồi chứ không phải là những cái bài mồi mới như của các cần thủ khác. Là hôm nay phối cái bài mồi này ta đánh test thử xem có ok không này, chia sẻ anh em thì cái đấy là em không bao giờ nào cái kiểu như thế. Thôi là em test mồi cái mồi đánh từ rất là lâu rồi, câu rất là nhiều rồi, nhưng mà nay bể đúng cái hôm nào cá đi ăn nhiều mà nó trúng ổ ấy, cuốn ổ đấy thì quay cảnh đẹp nhất cho anh em xem. Bắt đầu thấy được nhiều cá thì bắt đầu em mới đăng cái video về bài mồi các nhá. Có cá rô đồng này thì nó không như là đàn cá rô phi nó thể quấn ổ ngay đâu. Những cái rô đồng mình thả ổ thì lâu lâu đấy nó mới tụ đàn vào. Này giật này, nó đã rồi. Đây là mà câu đúng cái lưỡi số 1 quá nhá. Có cạnh số 1. Mồi về nhỏ nhỏ con thôi. Đấy anh em nhỉ, cá vẫn vòi vẹo kìa, rất là lắm luôn. Lôi phao mà chúng tôi. Dậy gớm thế. Làm gì ăn à, con này nhỏ. Vừa không hề nhỏ. Này cũng tầm. Đẹp gì các bác nhỉ? Người cá rô đồng nhỉ? Trên này cá rô đồng đẹp hẳn nước nó. Đấy, cá rông vàng tươi. Thế là hôm nay em về có bữa rán rồi. Chạy đâu em ơi. Nó dậy như vậy. Giật bọn này sướng quá. Giật bọn đồ đồng này sướng quá các bạn. Nó lên nó dậy như chảo chớp ấy. Nấy được buổi giật cá đồng tránh không nách các bác ạ. Giật mỏi cả tay, mệt cả người, phải ăn quả nịu để
bồi đắp sức khỏe. Anh em nhìn ngon chưa? Quả này nó chưa được chín lắm nên là nó vẫn còn hơi trắng trắng, nhưng mà nó mọng hết hạt rồi. Này là ngọt rồi. Ăn cái đã hoa nhá, mời các bác ăn nịu em nhá. Nhưng mà đói cái này ăn cái tỉnh người luôn. Em đi câu em hay mang ít hoa quả ít em bánh đi ăn. Trời nắng này mệt. Chạy đâu em ơi, chạy đâu em ơi. Wow. Wow. Cá rồng cụ, rồng cụ các bác này. Con này gầy nhỉ. Con này chắc là không được ăn. Con này gầy quá. Decimodet. Ngoài sông hối gì ăn. Tươi. Rồi, muộn rồi. Về đây anh em ơi, hôm nay cá cuốn nổ toàn con hàng khủng phê quá. Cho bác xem thành quả nhé. Câu về sau chán nó nguồn quay nó nhiều. Này toàn cá thì bắt đầu nó nhỏ nhỏ lại rồi, thế là không quay nữa. Úi, các bác nhìn phê chưa? Được đúng đô đồng to. Đã đời chưa? Để lấy cho bác xem nhé. Để phơi hàng cho anh em xem. Đấy, em nhìn xuống chưa? Toàn còn ngon này. Ngon và to phạc. Nào em cầm cái thùng thì trên đấy còn dắt một con trên dưới. Nào em cầm cái thùng đi các bác ạ. Cầu cái túi này không thua. Nếu nó không phơi bày hết cái sự nhiều của nó cho bác xem. Cái này chắc phải hơn cân. Mày được thêm 3 em chạch. 3 em chạch thì muốn to mấy hai con nhỏ nhỏ. Để mình lấy cái chạch cho bác xem. Bắt chạch cho anh em xem. Cái con này nó trơn nữa các bạn. Này thường nó chỉ ở ngoài sông kia, sau sông đây lại vào. Em nghĩ là chắc đợt vừa rồi là cái kiểu như người ta đi thả cái con nữa này. Người ta cúng rằm tháng 7 các bạn. Người ta thả giống này nó đói nó ăn này. Trời nó không cầm được. Con này như con lươn này. Thế con này, thêm con nữa này. Được 3 con như thế này. Một con này. À, chú này. Này chỉ cuốn ăn nốt là ngon thôi. Trời nó không cầm được, sợ thật. Này cá này câu nào ok rồi, hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo nhé. Về đây nhiều quá.